Xin kính chào quý cô chú anh chị, các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 30 tháng 4 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có nhiều những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì bên em có những cái cây quế xếp rất là tuyệt vời, thêm những giò sơn thủy tiên hàng đột biến, số lượng rất là ít, và những cây năm cánh trắng HO hàng mập nù với cái giá sinh viên. Rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp hôm nay đáng sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Với cước phí rất là ưu đãi như vậy thì khi mà cô chú anh chị đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em thì khoảng tầm 5 cân cước phí chỉ khoảng tầm 40-50.000 thôi, và 10 cân thì cước phí cũng chỉ rơi khoảng tầm 70-80.000 thôi ạ. Nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em với của gói cước gần như là cô chú anh chị mất phí rất là ít cho cái cước vận chuyển như vậy, thì cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm giúp em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô giáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Thực sự mà nói thì cái lô giáng hương tam bảo sắc hoa vàng này thì so với cái dòng bình thường ấy, em thấy là cái hoa của nó đậm hương hơn, và có những cái cây hoa khi mà sổ ra thì gần đậm như là cái dòng hoa của hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng giáng hương tam bảo sắc hoa vàng này, hàng cây lá xếp rất là đẹp luôn, và cây thì gần như là cây to cây nhỏ thì đều đang có nụ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa nhé. Và dòng giáng hương tam bảo sắc hoa vàng này em xin phép được bán với cô chú anh chị là 180.000 cho 1 kg. Nụ khá là lớn, tuy nhiên thì dân người ta giữ được cái nụ rất là tốt như thế này cô chú anh chị này. Đấy, hàng lá xếp rất là tươi, khỏe, đẹp như thế này. Và sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương đuôi chồn, hàng tươi giói luôn cô chú anh chị nhé. Đuôi chồn thì cái tầm như thế này thì nói phải nói là nó rất là tươi, là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Bởi vì cái chồn thì bây giờ hiện tại nó chưa phải mùa mưa, mà cái lá của nó nhỏ ấy, là cô chú anh chị nhìn thấy là nó sẽ không thể nào mà căng như kiểu như là hàng trồng thuần được, đúng không ạ? Và hiện tại thì cây đang nụ này. Đấy, cây hàng thì nó vừa tầm, chồn thì hoa rất là bền với những chùm hoa rất là dày bông cô chú anh chị ạ. Giáng hương đuôi chồn em bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc hàng đang nụ chi chít là nụ đây cô chú anh chị này. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức ngay những bông hoa ý ngọc trắng nuột nà nhé cô chú anh chị nhé. Với cái họng tím rất là đẹp luôn. Đó, hoa hàng chi chít là nụ tuyệt vời như thế này. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và cũng khá là lâu rồi thì hôm nay em mới cập bến một cái lô hồ điệp rừng, tiểu hồ điệp rừng cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan tiểu hồ điệp rừng này thì cô chú anh chị biết rằng là khi mà nó sổ hoa ấy thì ra rất là nhiều, đa màu sắc, rất là rực rỡ và đẹp. Và nhiều người có thể tạo ra những cái tác phẩm với cái gu thẩm mỹ của mình, có thể tạo ra những cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn từ những cây hồ điệp rừng này này cô chú anh chị này. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg trở lên để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Và cây này thì cái sức sống của nó rất là mãnh liệt, mà rễ của nó thì rất là bộ đây ạ. Rễ của nó em còn để như vậy, nói chung là cắt tỉa cũng khá là kỹ càng luôn rồi. Đấy, hàng thì rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Với giá em xin nhắc lại là 200.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2-0,3 kg. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam, cái dòng hàng mà với sắc hoa cam. Cái lô hàng về cô chú anh chị nhìn thấy là cái sắc hoa cam lửa, rất là đậm đà như thế này. Lưỡi thì mang hình dáng vi mạch rất là tuyệt vời. Cái mùi hương cũng rất là dễ chịu luôn. Đấy, đấy cô chú anh chị này. Cái hoàng thảo đơn cam thì cái dòng này thì khi mà nó chưa sổ hoa ấy thì rất là khó tìm cô chú anh chị ạ. Bởi vì cây nó nhỏ ấy, nhưng mà khi mà sổ hoa thì hoa của nó rất là to, cây nó nhỏ. Nên là phải đợi đến khi mà nở hoa rồi thì nó rực rỡ như thế này thì người ta mới dễ tìm. Nên là thường là cứ vào mùa hoa như thế này thì mới tìm thấy đơn cam cô chú anh chị ạ. Đấy, nếu như cô chú anh chị muốn sưu tầm thì hiện tại cô chú anh chị có thể lấy để sang năm mình có những giò đơn cam thật là đẹp mình mà thưởng thức nhé. Em bán với giá là 660.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg, tức là với số tiền 66.000 cô chú anh chị cũng có thể sưu tầm được những cây đơn cam rất là đẹp rồi ạ cô chú anh chị này.
Đấy, có thể sưu tầm được những cây đơn cam rất là tuyệt vời để mà thưởng thức rồi nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo lụa vàng. Hoàng thảo lụa vàng đang lên mầm rất là xanh như thế này. Em bán là 180.000 cho 1 kg hoàng thảo lụa vàng nhé. Bên này đây sẽ là dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Và cái lô kiều tím này thì thân lùn rất là đẹp luôn. Thân lùn nếu cô chú anh chị mua thì khi mua thì rất là lợi cây giống. Bình thường em bán 360. Những cái hàng mà đẹp ấy, đẹp hơn ấy, thì gần như là em đã đóng gửi đi rồi ấy, hàng cân này này. Nên là hiện tại em sẽ hàng nó nhiều lá hơn ấy, thì em đã đóng gửi đi ạ. Hàng này thì nó sẽ ít lá hơn một chút. Cây thì vẫn khỏe đẹp như vậy. Em sẽ bán với giá chỉ còn có 320 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là ngọc thạch 3 màu Bắc ạ. Chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này. Đấy, mầm đang lên và cô chú anh chị ngọc thạch 3 màu Bắc thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn luôn, bởi vì hàng đang nụ như thế này này, cũng như là sẽ được một cái cây giống ạ, cây mầm đang lên. Em bán chỉ có 150 cho 1 kg thôi. Và bên này đây sẽ là dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, thân thì nhìn gần giống như là cây gà dẹt, nhưng mà khi mà sổ hoa hoàn toàn là mặt bông gà tròn. Bông hoa rất là to và nó rất là sai hoa đấy ạ. Có những cây nó cực kỳ là sai hoa như thế này. Rất là tiếc là thời điểm bây giờ ấy, thời điểm bây giờ thì nó đã nở hoa rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, nếu như cô chú anh chị muốn sưu tầm để sang năm mình có những cái giò gà của vùng Cao Bằng để mà thưởng thức thì cô chú anh chị có thể lấy ở đây. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 200.000 cho 1 kg gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Thân thắt đốt sáng bóng rất là tươi đẹp như vậy. Và hàng này thì cái thời điểm bây giờ là đã ra hoa nên là rụng lá ấy, cô chú anh chị. Nên là em cũng vặt bỏ bớt lá đi để cô chú anh chị khi mà mua không phải bị cân những cái lá mà không cần thiết này. Cô chú anh chị thấy ạ, mầm lên chi chít là mầm như thế này, cô chú anh chị yên tâm giúp em nhé. Em bán với giá là 170 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc. Không chỉ đẹp hoa mà ở cái thân lá cũng rất là đáng thưởng thức ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng giáng hương bạch nhạn này. Cho cô chú anh chị nào mà yêu thích cái màu hoa trắng nuột nà và cái hàng bây giờ đang là mùa nụ mùa hoa như thế này, cũng là tầm ghép rất là đẹp của cái dòng lan hoàng thảo bạch nhạn này nhá. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị thấy này, cái cây của nó thì không phải là lớn lắm, nhưng những cần hoa của nó thì rất là dài. Đó. 180 cho 1 kg em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhá, từ 0,3. Đấy, tức là 50.000, hơn 50.000 một chút. Cô chú anh chị có những cái cây nhạn, những cái giò nhạn, bạch nhạn rất là xinh để cô chú anh chị thưởng thức rồi đấy ạ. Giáng hương bạch nhạn ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan ý thảo 3 màu này, mầm xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Đó, mầm xanh mướt luôn, rất là đẹp như vậy. Và ý thảo 3 màu khi mà sổ hoa thì phải nói là 3 màu sắc rất là đẹp luôn. Em bán ý thảo 3 màu với giá là 170 cho 1 kg. Phi điệp vàng đấy ạ, mầm xanh mướt luôn này cô chú anh chị này. Đó, phi điệp vàng em bán với giá là 110.000 cho 1 kg. Một trong ít những cái dòng lan mà sẽ nở hoa đúng vào cái thời điểm tháng 8 mà ít cái loại lan nó nở hoa ấy cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là cái lô giáng hương hoàng nhạn nhé. Hoàng nhạn tháng 4, gần như là 70-80% là cây đều đang nụ này. Hàng này nó là hàng tuyển chọn những cây lớn cô chú anh chị nhé. Hàng tuyển chọn những cây lớn. Đó, và gần như là cây nào cũng đang có nụ. Và cái giáng hương hoàng nhạn này thì bình thường những lô trước đây là giá rơi vào 800 đúng không ạ? Còn hàng hôm nay thì cây rất là đẹp mà giá của nó chỉ có 700.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị này, 700.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg, tức là 70.000 thôi. Cô chú anh chị cũng có thể sở hữu ngay khoảng tầm 4 cho đến 6 cây hoàng nhạn, tùy cây lớn nhỏ, để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa, thưởng thức cái mùi hương của cái dòng hoàng nhạn trong cái thời gian rất là ngắn tới, cũng như là một cây giống rất là tuyệt vời, cái dòng hoàng nhạn hoa thơm tuyệt vời. Và bên này đây sẽ là dòng đai châu rừng bắc trụ này cô chú anh chị này. Dòng đai châu rừng bắc trụ nhá. 1 kg ở đây nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 8-9 cây. Và cô chú anh chị thấy là cái mùa này nó đang là cái mùa ra rễ này. Nên là về cô chú anh chị trồng lên là nó sẽ ra rễ ngay. Mà đến tiết Tết là cô chú anh chị có những giò lan ổn định cực kỳ là đẹp để mà thưởng thức hoa rồi ạ. Và hàng thì không lỗi lá, rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 350.000 cho 1 kg dòng đai châu rừng bắc trụ nhá. Và bên này đây thì em có một cái hai giò nguyên bản Vanda. Hoa rất là thơm, hoa Vanda được rừng lá xếp rất là đẹp như thế này, em bán với giá là 70.000 này. Và phần số 2 là một cái phần Vanda rời và lá xếp rất là đẹp đấy ạ. Đó, Vanda rời lá xếp rất là đẹp. Cái lô Vanda này em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là cái lô hàng combo 3 loại kiếm. Đó là bạch ngọc đuôi công này cô chú anh chị này. Đấy. Và kiếm đỏ bóc đô
được đủ một giò và kiếm hồng hoàng. Cái combo này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 100.000. Còn bên này đây sẽ là dòng lan kiếm bạch ngọc, dòng bạch ngọc hoa trắng ấy cô chú anh chị. Dòng lan kiếm bạch ngọc hoa trắng này em bán với giá là 70.000 cho lô bạch ngọc hoa trắng này. Hoa của nó là khuôn bông giống như là cái dòng lan bạch ngọc đuôi công ấy, nhưng mà hoa hàng thì gần như là toàn bộ đều là hoa màu trắng. Và bên này là một cái lô hoàng thảo long nhãn ngắn. Hàng này thì cái lô này em bán với giá là 20.000 này, cô chú anh chị nào sưu tầm về rất là dễ ghép luôn. Sang bên này đây thì em có hai lô thanh đạm sữa. Dòng thanh đạm sữa hai lô này em bán mỗi một lô là 50.000, một lô như vậy đủ cô chú anh chị có thể làm được hai giò rất là to rồi. Và sang bên này là em có cái dòng lan hoàng phi hạc nhá. Cái mặt bông của hoàng phi hạc thì cực kỳ là đẹp luôn, thân rất là khỏe khoắn, hiện tại đang lên mầm. Mỗi tội là rụng lá thì cô chú anh chị nhìn thấy là về thẩm mỹ của nó là không đẹp đâu. Mỗi một cái lô như vậy chắc là gần một cân, bình thường cân 130, 140 đúng không ạ? Cái lô này em bán với giá chỉ có 70.000 thôi này. Sang bên này đây thì em có những cái rể hài Helen ạ. Những cái rể hài Helen em thấy là lâu lắm rồi, cũng lâu lắm rồi mà rất là hiếm khi mình có được những cái rể hài Helen rất là đẹp như thế này. Em gọi đây là cái rể số 1 cô chú anh chị nhé, một cái dòng hài dễ thuần dễ chăm, hoa vàng rực rỡ và cực kỳ là sai bông, rất là bền hoa nữa. Đấy. Cái dòng lan hài Helen em có cái rể này gọi là rể số 1. Rể số 1 này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho rể số 1 nhá. Em thấy là người ta bán một cái chậu Helen chỉ có vài nụ thôi mà có thể lên đến 250 cô chú anh chị ạ. Dòng hài Helen. Bên này là một cái rể phải nói là siêu tuyệt vời luôn ạ. Cái rể siêu đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Cái rể hài Helen cực kỳ là đẹp này em xin phép được bán với giá là 230.000 ạ. Là hình số 2 và hình số 3 cũng là nguyên một rể này cô chú anh chị này. Nguyên một rể hài Helen này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho rể số 3. Và số 4 là một cái phần hài Helen rời. Cái lô này thì cô chú anh chị cũng có thể về ghép được ít nhất là hai chậu Helen đẹp tuyệt vời. Em bán 90.000 cho cái lô này cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Hiện tại thì đang lên mầm chi chít này. Dòng này thì hoa của nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ở những nơi ấm áp cô chú anh chị ạ. Với những chùm hoa rực rỡ vàng rất là đẹp luôn. Lung linh trong nắng rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 140.000 cho 1kg. Đấy, kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy đấy ạ. Sang bên này đây là cái dòng lan samurai. Một cái loại lan mà hoa thơm tuyệt vời mà lại còn cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Mà còn cho hoa quanh năm, hiện tại em thấy là có khá là nhiều chậu nó đang cho nụ này. Nói chung là cũng có thể khi mà em nhặt cho cô chú anh chị cũng có thể là có những cây nó chưa có nụ, nhưng cô chú anh chị cứ yên tâm giúp em là về cô chú anh chị cũng sẽ nhanh chóng được thưởng thức hoa cô chú anh chị nhé. Một bụi như vậy ít nhất là 3 cây ạ. Với loại lan này thì người ta nói rằng là nếu như cái loại lan này hương thơm không đứng ở vị trí số 1 thì số mà nó đứng ở vị trí số 2 chắc chắn không có loại lan nào đứng ở vị trí số 1 đâu ạ. Em bán một bụi như vậy này với giá chỉ có 150 cho một chậu thôi. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan gọi là nữ hoàng bóng đêm. Một cái loại lan mà bông hoa rất là xinh đấy ạ. Bông hoa trắng nuột như vậy, khá là to. Và nó được, có lẽ nó được gọi là nữ hoàng bóng đêm bởi vì cái loại hoa nở, hoa trắng và nở trong đêm rất là đẹp như thế này. Một cái chậu nữ hoàng bóng đêm hoa thơm xinh đẹp như vậy em bán 80.000 cho một chậu nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan kiều vàng cô chú anh chị ạ. Dòng lan kiều vàng này thì nó giống như kiểu dòng lan kiều vàng hoa đột biến đấy ạ. Đây nhá cô chú anh chị, hoa của nó thì vàng rất là đậm như thế này và cái họng của nó là thiên hướng đỏ ấy cô chú anh chị. Kiều mỡ và đậm đà, cũng như là cái họng của nó rất là đỏ. Cô chú anh chị nào đã được chơi dòng kiều Thái thì cô chú anh chị biết rằng hoa của nó chuẩn bông, cũng như là cây về trồng rất là lực và rất là khỏe. Em bán một chậu như vậy với giá là 130 nhé. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ hoa vàng. Những cái chậu vũ nữ hoa vàng này thì rất là nhiều mầm mà nó cũng cho hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Hoa vàng và họng đỏ. Đây nhá, cái hoa của nó sẽ vàng và cái họng đỏ như vậy này. Và một chậu một bụi rất là nhiều cây như vậy em bán 80.000. Và sau bên này đây sẽ là những cái chậu kiếm thái hoa vàng cô chú anh chị ạ. Những cái bụi kiếm thái hoa vàng mà rơi vào ít nhất là 5-6 giả hành trở lên như thế này này. Và dòng kiếm thái thì bình thường khi mà sổ bông thì bao giờ hoa của nó cũng có hương thơm và cần hoa cực kỳ là dài luôn. Em bán một bụi như thế này chỉ có 130 cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì hôm nay em cập bến rất là nhiều những cái dòng vũ nữ đẹp, đặc sắc và hương có hoa thơm, nở hoa gần như quanh năm. Cô chú anh chị thấy là vừa rồi em bán hàng Tết thì cũng có những cái chậu nở hoa đúng không ạ? Và bây giờ nó lại đang nở tiếp những cái lứa thứ hai. Đây là những cái bông vũ nữ rất là đẹp, đặc sắc mà nên rất là đáng sưu tầm cho mỗi người cô chú anh chị khi mà chơi lan ạ. Trước tiên thì
Cái dòng lan em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, dòng nữ em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó chính là cái dòng lan tiểu thần tiên cô chú anh chị nhá. Mỗi dòng lan mà hoa thơm tuyệt vời và chậu thì rất là nhiều giả hành, cây đã trưởng thành và chuẩn bị cho hoa hết. Đó. Và cái dòng hàng tiếp theo đó chính là cái cây ngọc nữ. Ngọc nữ với những cái một chậu như vậy thì hiện tại đang có ít nhất là hai cái cần hoa như thế này. Đấy, hai cần hoa mà khi mà sổ lên thì nó sẽ phân nhánh chi chít như thế này cô chú anh chị nhé, với những cái sắc hoa tím rất là xinh. Đó, và sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ sô cô la baby. Vũ nữ sô cô la baby thì cô chú anh chị thấy là nụ của nó này, khi mà lên như thế này, đây là cái nụ đang vươn lên nhé. Và ngoài ra thì nó sẽ phân rất là nhiều nhánh với sắc hoa đỏ đậm mà vũ nữ sô cô la này thì rất là thơm cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu vũ nữ sô cô la baby như vậy, tất cả các dòng vũ nữ này nhá, em đều bán đồng giá là 140.000 cho một chậu cô chú anh chị ạ. 140.000 cho một chậu và hàng vừa về. Cô chú anh chị mà lấy thì em sẽ chọn lựa cho cô chú anh chị. Đầu tiên sẽ là những cái chậu lan nó đẹp nhất, và sang bên này sẽ là những cái chậu vũ nữ nhện xanh ạ. Giả hành cũng căng mướt này. Cái dòng vũ nữ nhện xanh này nữa thì em cũng bán là 140 cô chú anh chị nhá, vòng vũ nữ nhện xanh. Và bên này sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên rất là khủng này, em bán một chậu sơn thủy tiên như vậy giá 250.000 ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu gà dẹt đẹp lung linh luôn cô chú anh chị ạ. Cái chậu gà dẹt tươi roi rói đẹp lung linh với giá 190.000 cho một chậu. Đặc biệt là những cái chậu đen đỗ úc mắt đen cô chú anh chị thấy ạ, ngắm mê mẩn luôn. Đấy, những cái giả hành, những cái chậu phải nói số mầm siêu nhiều mầm luôn, mà một dòng lan hoa tím đậm đà, mắt đen rất là tuyệt vời. Và hoa thì thường là nở vào Tết và đầu xuân, tùy thời điểm của từng khí hậu của từng vùng miền có thể nở Tết hoặc là đầu xuân của chú anh chị nhá. Em bán cái dòng này với giá cũng chỉ có 190.000 của chú anh chị nhìn cho em. Một chậu siêu nhiều mầm đẹp tuyệt vời như vậy. Và sang bên này sẽ là những cái chậu trầm trắng. Trầm trắng này là trầm trắng rừng Lào của chú anh chị nhá. Hàng đang nụ xinh như vậy. Một chậu ít nhất là 3 nụ, em bán với giá là 160.000 cho một chậu trầm rừng Lào. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu điệp này. Mỗi một chậu điệp như vậy hiện tại thì đang lên mầm, và cô chú anh chị thấy ạ, những bông điệp này thì khuôn bông rất là xinh luôn. Hoa cánh rất là cân đối. Khi mới nở thì gần như là cánh viền rất là đẹp luôn. Hoa thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ. Và mỗi một chậu điệp ít nhất là 3 thân hoa như thế này và đang lên mầm rất là đẹp. Em bán với giá cũng là 160.000 cho một chậu nhá. Em sẽ bán gửi hàng nụ cho cô chú anh chị ạ. Những bông điệp rất là xinh với giá chỉ có 160.000 thôi. Cô chú anh chị về được thưởng thức hoa cũng như là một cây giống để cho sân vườn của nhà mình. Để em thấy là cây cánh viền rất là đẹp luôn. Và bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Ono, mầm chi chít là mầm. Với giá chỉ có 90.000 thôi, hoa tím lịm luôn, sáp bóng tím lịm luôn. Bên này sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng ạ. Một chậu kiều vuông cánh trắng như vậy em bán là 180.000 nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò kiều tím. Kiều tím Thái, dòng kiều tím Thái này thì cái thằng dòng riêng dòng kiều Thái này này nó, đây là mặt bông của dòng kiều tím Thái này cô chú anh chị này. Dòng này về trồng thì nó phát triển rất là mạnh và cực kỳ là lực luôn. Thân thì lùn nhưng mà khi mà sổ hoa thì cực kỳ là sai bông cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị thấy này, về phát triển rất là khỏe luôn nhá. Mỗi chậu kiều tím Thái khá là nhiều mầm đẹp như thế này, em bán với giá là 130.000 cô chú anh chị nhá. Và nhiều nơi, chắc chắn là nhiều nơi người ta không bán dưới 150.000 cho một cái chậu kiều tím Thái như thế này đâu ạ. Cô chú anh chị thấy là cây thân rất là khỏe mà về trồng thì cực kỳ là dễ trồng dễ chăm. Sang bên này đây, bên này sẽ là những cái bảng trầm trắng này cô chú anh chị này. Những cái bảng trầm trắng này là hàng cấy mô trực tiếp từ những cái cây trầm đột biến ở rừng ấy cô chú anh chị, nên là cái khuôn bông của nó là độ thơm cũng như khuôn bông của nó là không khác gì trầm rừng. Mỗi chậu bảng như thế này rơi vào ít nhất là 3 thân chuẩn mặt bông cây giống như vậy. Hai thân chứ, em bán với giá từ 2 thân trở lên ạ. Em bán với giá chỉ có 130.000 cho cô chú anh chị sưu tầm. Và sang bên này sẽ là những cái chậu hài cực kỳ là xinh luôn đây cô chú anh chị. Cây lan hài đấy ạ. Những cái chậu lan hài này, hàng đang nụ hoặc là đang hoa như vậy, độ bền của nó là sẽ trên 2 tháng nhé. Cây đang nụ, Vân Hải Vân Nam cô chú anh chị ạ, cây đang nụ hoặc là đang hoa. Đấy, kể cả cây đang hoa như thế này về cô chú anh chị cũng chơi hoa thoải mái nhé. Hàng đã trồng thuần ổn định, rất là ổn định rồi. Và em bán một cái chậu hài Vân Nam đang chậu ít nhất là 2 nụ như thế này, chậu có 2 nụ như thế này hoặc là 2 hoa như vậy với giá là 160.000. Còn bên này đây sẽ là dòng lan hài Lecochilium, hoa thơm dịu nhẹ tuyệt vời luôn và độ bền cũng khoảng tầm 3 tháng, bông hoa to khổng lồ. Với giá em bán là 200.000 cho một chậu, một cái loại lan hài rất là đặc sắc và đẹp. Đấy, cô chú anh chị cùng em ngắm những cái chậu lan hài Vân rất là đẹp như thế này. Sau bên này đây là em có một cái lô cẩm báo. Cái lô cẩm báo này có 10 cây cô chú anh chị ạ. Lô cẩm báo này có 10 cây và em xin phép được bán cả lô này với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. 150.000 cho lô cẩm báo này vì cô chú anh chị trồng được ít nhất là 2 chậu luôn hoặc là một trụ đẹp luôn.
Bên này là một cái lô, đây là một cái lô gì đây nhỉ? Hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Hàng hiện tại là đang nhú nụ cô chú anh chị ạ. Một lô rất là nhiều như thế này em bán là 120 cho một cái lô này nhá. Lô long nhãn này. Lô long nhãn này mắt đen này cô chú anh chị này, bông hoa to thơm ngát và mắt đen rất là xinh như thế này. Lô này em bán 80.000 và cái lô rất là dài. Cái lô bên này em cũng bán 80.000 một lô, kỳ là nhiều nhá. Sang bên này đây thì rất là nhiều những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Và em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một nhá. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là những cái lô hài hương trước. Cái cây hài hương trước nhá. Hài hương thì một trong ít những cái dòng lan hài mà hoa nở có hương thơm và bông hoa siêu to khổng lồ ạ. Cái dòng hài hương, cái rể hài hương này em xin phép được bán với giá hình số 1 với giá 260 nhé. Hình hài hương số 2 với giá là 210.000 và hình hài hương số 3 với giá 240.000 ạ. Hài hương số 4 này, một rể với cả vài cây rời nữa. Hình này em bán với giá là 250.000 và hình hài hương số 6, chỗ này là một rể 3 cây, bản lá xanh rất là đẹp, 160 này. Hình hài hương số 6 này, cái hình này này, cây này cái lá tròn mít rất là đẹp luôn này. Hình này là có một cái rề với cả hai cây rời rất là đẹp như thế này. Hình này em bán với giá 180. Tiếp theo là cái hình số 7, em bán 200.000 cho cái hình hài hương này. 200.000 cô chú anh chị nhá, chỉ có 200.000 thôi. Đấy. Và bây giờ cô chú anh chị thấy là người ta bán mỗi cây hài hương thì gần như là cũng phải 70-80 trên 100. Và bên này thì em có cái hình số 9 là một cái lô hài gấm của chú anh chị ạ. Hài gấm hoa đang hoa và đang nụ nhá. Cái lô hài gấm này em bán với giá là 50.000 ạ, là hình số 9. Hình tiếp theo là hình số 10. Cái lô hài gấm này em cũng chỉ bán có 50.000, nói chung là hàng đang nụ. Về cô chú anh chị là được vẫn được thưởng thức hoa cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 11, nó là hai rề hài gấm. Hai rề hài gấm này đây ạ, nụ chi chít là nụ luôn. Hai rề hài gấm này em bán với giá là 70.000. Và hình tiếp theo là hình số 12, cũng là một phần hài gấm này. Em bán cái phần hài gấm này với giá là 50.000 nhá. Nó là hai rề và một cái rề hài gấm rất là khủng đấy ạ. Em bán cái rề này với giá là 160.000, nó đâu là hơn 1 kg luôn cô chú anh chị nhá. Một cái rề rất là to. Sang bên này đây sẽ là hình số 14. 14 cũng chi chít là nụ này cô chú anh chị này. Và cái rề hài gấm này em bán với giá là 120.000 và bên này là một cái lô hài gấm cũng đang rất nhiều nụ đấy ạ. Cái lô hài gấm này thì em cũng bán với giá là 50.000. Và sang bên này đây sẽ là những hình đai châu. Thì đai châu em có bán hàng cân, cũng có bán hình hàng theo hình ở đây ạ. Cái lô đai châu hình số 16 có 4 cây em bán là 190.000 nhá. Và hình tiếp theo, hình số 17 cũng là 4 cây ạ. À đâu, cái hình này chỉ có 3 cây thôi. Em bán cái hình này với giá chỉ có 50.000 nhá. Cô chú anh chị cũng có thể mua hàng cân giúp em. Và tiếp theo sang bên này là hình số 18. Hình số 18 này 4 cây, em bán 200.000. Và hình số 19, hình số 19 này cũng 4 cây cô chú anh chị ạ. Với giá em chỉ bán có 180.000 thôi. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình 20. Hình 20 này cũng là 4 cây ạ. Với giá em bán là 200.000 cho hình 20 này. Và hình tiếp theo là hình 21 là sang hình quế. Cái hình quế này thì em có hai rề, hai rề mẹ con mà cái lá rất là to luôn. Cái lá này em đo chắc có khi cũng phải tầm gần 5 cm cô chú anh chị ạ. Hai rề quế mẹ con nhé cô chú anh chị nhé. Đây. Đây ạ. Rề thứ nhất này, một mẹ một con lớn với cả vài con nhỏ đang mọc ở đây này. Đó, bản lá rất là to nhá. Rề thứ nhất này, cô chú anh chị này. Và rề thứ hai đây ạ, một mẹ hai con đây ạ. Một mẹ hai con đây nhá. Và cái cây này cô chú anh chị thấy là vừa rồi nó cho hoa rất là dài. Đó, bản lá rất là to. Và hai cái rề quế này thì em nghĩ là về cô chú anh chị chăm sóc tốt cái giống quế này chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một cái giò quế tuyệt vời. Với cây quế giống rất là tuyệt vời luôn. Để thưởng thức trong tháng 8 này. Và cái hình quế này em xin phép được bán 500.000 cho hai rề quế này cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là hình 22. Hình 22 thì em có 3 ngọn quế rất là dài và cái chất lá cũng rất là to. 3 cái ngọn quế xếp nhá, dài. Có cây này cái lá cũng cực kỳ là to. Đấy, rất là to cô chú anh chị ạ. Và những cây quế nó dài như vậy thì thường là nhiều khi nó cũng dễ bị tổn thương cái lá khi mà vận chuyển ấy cô chú anh chị. Đấy, về mình chăm sóc thì nó sẽ sau này nó sẽ hồi lại và cũng sẽ rất là đẹp thôi. Cái hình quế này thì em xin phép được bán với giá bao nhiêu ạ? 380.000. Em khẳng định rằng cô chú anh chị mà sở hữu nó thì sau này cô chú anh chị cũng sẽ có một cái giò quế tác phẩm tuyệt vời luôn. Đó, ba ngọn quế rất là lớn nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 23. Hình 23 này là em có ba rề quế mẹ con nhá. Ba rề quế mẹ con. Và dòng này là dòng quế xếp rụt cô chú anh chị ạ. Dạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Đây nhá. Dưới này là hai rề quế một mẹ một con và trên này là một mẹ ba con luôn ạ. Và cái lô quế này em xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ?
Lô quế này em bán với giá là 450.000 cho hình 23. Và hình 24 này, hình 24 này nó nguyên một dề. Nguyên một dề luôn như vậy này cô chú anh chị này. Dề quế xếp luôn. Vái dề này em bán với giá là 280.000 cho cái dề quế này, quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình 25. Hình 25 này là 4 ngọn quế xếp rụt đấy ạ. Chất lá rất là to. Cây này cây mẹ con này cô chú anh chị này. Cực kỳ là đẹp luôn. Cây mẹ con này. Cái ngọn quế xếp rụt rất là đẹp này. Với đây ạ, ngọn này nữa này. Với bên dưới này một ngọn nữa. Cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 380.000 cho cái hình số 25 nhá. 4 ngọn quế 380 cực kỳ là đẹp. Và sang bên này đây sẽ là hình số 26. Cái hình 26 này là có một cái ngọn quế xếp này, một mẹ hai con. Với cả bên này là cũng là một cái cặp quế, rất là nhiều cặp lá ở đây. Đấy, cũng có một hai cái lá nó vàng chân nhưng mà không làm sao đâu cô chú anh chị nhé. Cái hình quế này em bán với giá là 350.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là hình số 27. Hình 27 này cũng là ba ngọn quế rất là lớn này. Cái lá rất là to cô chú anh chị ạ. Lá rất là to nhé. Nó không phải là dòng xếp rụt nhưng mà phải nói chất lá nó rất là to. À, cái hai hình quế này, hình 27 này em bán với giá là 350.000 ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 28. Hình 28 cô chú anh chị nhìn cho em, đây là một cái cặp quế mẹ con xếp rụt nhỏ bằng cái hàng nguyên bản luôn. Một mẹ ở bên kia, bản lá tròn ngắn rất là đẹp nhá. Và tất cả những cái cây con ở đây. Đó, về cô chú anh chị cái giò, riêng giò quế này về cô chú anh chị có thể lên giò ấy, khi mà cô chú anh chị lên gò giò sẽ được một cái giò quế rất là đẹp luôn. Đây, hiện tại đang còn rất là nhiều cây nhỏ nó mọc lên như thế này. Một cái thế rất là đẹp luôn ạ. Vậy dề quế này em xin phép được bán là 450.000 nhá, đây hình 28 ạ. Và 29 là một cái dề quế mẹ con. Nó là dòng nguyên bản cô chú anh chị nhá. Nó là một dề quế nguyên bản xếp rụt. Người dân người ta đi giữ cũng như là khi vận chuyển về người ta làm rất là kỹ này, kẹp cả cái gỗ vào như vậy để mà cái nó không ảnh hưởng ngọn này. Đó, một cái giò quế mẹ con này em xin phép được bán với giá là nguyên bản cô chú anh chị nhá. 500.000 cho cái giò quế mẹ con này ạ. Xếp rụt mẹ con 500.000. Và sang bên này đây sẽ là cái lô quế hình số 30. Đấy. Ở hình 30 này nó cũng là bao nhiêu ạ? Một cái dề quế này. Chỗ này là dề nó nguyên một dề luôn ấy này, hai bố mẹ, hai con cô chú anh chị ạ. Và thêm bên này cũng là hai cặp mẹ con nữa. Đấy, lô quế này thì về em nghĩ là cô chú anh chị cũng làm được một giò tuyệt vời đúng không ạ? Em bán cái lô này cũng với giá là bao nhiêu ạ? 490.000 cho cái lô quế này nhá, 490.000. Hình 31 ạ, là một cái cặp đôi gồm có hai cây quế, một cặp đôi bản lá to đùng gồm hai cây quế này cô chú anh chị này. Đó, một cặp đôi nhá cô chú anh chị nhá, lá to đùng luôn. Với thêm một cái ngọn quế này nữa này. À, hai cái ngọn quế nhỏ này nữa. Đó, và cái hình này em bán với giá là 300.000 đấy ạ. Và sang hình số 32, hình 32 1 2 3 4 5 6 7 ngọn quế tất cả này. 7 ngọn quế này em bán là 200.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo hình 33, một cái lô cáo này. Lô cáo mùa này thì cô chú anh chị về ghép là rất là nhanh ra dễ nhá. Cái lô cáo này em bán lô này với giá là 16 cây với giá chỉ 150 ạ. Và hình tiếp theo là cái hình số 34. Cái lô cáo này em có 9 cây. 9 cây cáo này em cũng bán chỉ có 150.000. Và hình tiếp theo, hình số 35 có 5 cây cáo và đang nụ rất là tuyệt vời luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó. Có, em thấy là đây đang có 4 cây cáo đang cho nụ nhá. 5 cây 1 2 3 4 5 6 cây cáo mà trong đó là có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây cho nụ rồi. Đó. Và hình cáo này em bán là 180.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 36, có 19 cây cáo luôn ạ. Mùa này thì không có mùa nào ghép cáo đẹp bằng cái mùa này luôn. Cái hình này em bán 150.000 nhá. Hình 36 19 cây. Và hình 37 là một cái giò cáo xếp rụt đang nụ rất là đẹp. Hình này em bán 250.000 này. Tiếp theo là cái hình số 38, cái giò này 43 ngọn cáo cũng đang cho nụ em bán 230.000. Và hình số 39, cái giò này em bán với giá là cũng đang nụ nhá, cáo xếp rụt đang nụ, em bán hình này với giá là 220.000. 41 đây ạ, hình cáo 41 này nụ dài cũng đang cho nụ đây, cũng là một cái giò cáo xếp rụt 4 cây tuyệt vời như vậy, em bán 250 này. Hình số 40, hình số 40 này em bán cái chậu này hơi lẫn lộn một chút xíu. Hình 40 này cũng là 5 cây và cũng đang có cây cho nụ đấy ạ. Hình này em bán với giá 240 nhá. Và một cái giò cáo này 3 ngọn đấy ạ. Rất là xinh này, em bán với giá chỉ 120 thôi, giò nguyên bản.
mà dân người ta mang về ở nhà để nhà khá là lâu rồi. Sang bên này đây sẽ là những cái cây HO siêu nù và cực kỳ là lực đẹp cô chú anh chị ạ. Cái cây này thời điểm như năm ngoái, hàng này hàng chuẩn ươm ki nhá. Thời điểm năm ngoái những cây như thế này người ta tính sen 2 triệu rưỡi đúng không ạ? Và tính tiền lên thì cái cây này như là cây này thì một cái cây mẹ này dài khoảng tầm 17 18 sen, mầm gốc nữa cũng phải tầm 20 sen, như thời điểm năm ngoái phải tầm rơi tầm 50 triệu đúng không ạ? Hàng chuẩn nhá cô chú anh chị nhá, chuẩn ươm ki đang lên hai mầm, siêu nù lực luôn. Nói chung là dòng HO em nghĩ rằng là với dòng thân lá, và thân lá thì quá là tuyệt vời rồi. Mặt bông thì một dòng quá là đẹp nổi tiếng đúng không ạ? Kinh 43 này em bán với giá 480 đây cô chú anh chị này. HO nhá, chuẩn xịn luôn nhá. Chiều 480 ạ. Và hàng này thì hàng chuẩn ươm ki và chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhá. Mà em nghĩ rằng là từ trước nay nhiều cô chú anh chị chắc chắn yêu lan thì đều muốn sở hữu những cái mặt bông HO rất là tuyệt vời như thế này. Nhưng mà giá của nó quá là đắt đỏ đúng không ạ? Còn bây giờ thì giá của nó quá là bình dân để cô chú anh chị có thể sưu tầm rồi. Sang tiếp theo bên này đây sẽ là hình 44. Một mẹ khoảng tầm 20 sen, hai mầm gốc đẹp lực lưỡng vô cùng luôn, em bán 500. Sang bên này đây sẽ là hình 45 với giá em bán là 400.000 thôi. Một mẹ khoảng tầm 15 và một mầm gốc. Hình số 46 em bán 450.000 một mẹ siêu nù với một mầm gốc. Hình 47 440 đấy ạ. À không, hình 47 này hai mầm gốc này, hai mầm gốc với một cây mẹ rất là lực như vậy. Hình này em bán 440 đi, thôi 440. Và hình số 48 em bán là 480.000 một mẹ này, cao khoảng tầm 20 sen và cái mầm gốc này đang lên rất là xinh này. Ở cái hình này em bán là 480 nhá. Sang bên này là hình 49 này, hai mầm gốc quá đẹp luôn. Cây mẹ cũng khoảng tầm 20 sen, hình này em bán 500.000. Và hình bên này sẽ là Phú Thọ. Cái Phú Thọ này em bán là 180. Là hình 50, hình 51 200. Và hình 52 cũng là Phú Thọ ươm ki 150. Hình 53 em bán là 180 cho cây Phú Thọ này. 54 là một cái lô kiều tím miền Trung, em có bán theo hình đấy ạ, 180.000 cho cái lô kiều này. Và hình số 55 một lô kiều tím thân lùn quá đẹp luôn, em bán là 240.000. 56 là một cái rề kiều tím đấy ạ. Em bán rề này với giá là 140.000 à 150.000 cho rề kiều này nhá. Và hình số 57 một cái lô kiều xanh mướt thân lùn quá đẹp như vậy, cái hình này em bán với giá 220.000. 58 là một cái giò sơn thủy tiên đột biến của chú anh chị nhá. Cái dòng sơn thủy tiên đột biến mà trước đây mỗi một giả hành như thế này, trước đây là người ta có thể bán lên đến 1 triệu của chú anh chị ạ. Hiện tại thì em thấy người ta đây, thơm rất là dịu, rất là tuyệt vời luôn, bông hoa to đùng luôn. Cái giò này thì các cái giả hành rất là bự chảng, nhưng mà em đã trồng chậu ở đây được khá là lâu rồi đấy. Nhưng mà cái rễ của nó em phải nói là nó chưa bám rễ tốt đâu cô chú anh chị nhá. Nên là khi mà cô chú anh chị lấy đi thì em không báo đây là cái hàng thuần tốt đâu ạ. Đấy, cô chú anh chị về thì trồng chăm sóc thêm. Đấy, cái giò này rất là đẹp như thế này, em xin phép được bán cái chậu này với giá là 800 cô chú anh chị nhá. 800.000 cho cái giò sơn thủy tiên này. Hiện tại đang có 3 cần hoa. Và hình tiếp theo là cái hình số 59 này. Cái chậu này thì em thấy là đang hiện tại cũng là dòng sơn thủy tiên mắt đen này. Đấy, mắt đen nhá. Cây này cũng vậy. Cây này cũng vậy này cô chú anh chị này, cũng chưa có rễ gì cả đâu. Đấy ạ. Như vậy. Đấy, thì em bán cái giò này với giá là 350.000 cho cái chậu này nhá. Cho cô chú anh chị sưu tầm về chăm sóc. Chậu tiếp theo thì chậu này thì cũng rất là khỏe cây và cũng là dòng sơn thủy tiên mắt đen. Nói chung là cái chậu này thì nhìn cây giống thì nó khỏe, cây giống khỏe. Về cô chú anh chị có thể sang chậu. Em bán cái chậu này với giá là 400.000 ạ, 400.000 nhá. Và hình số 61. 61 này. 61 này em bán với giá là 300.000, cũng là chuẩn hàng cây giống nhá. 300.000. Hàng này thì chưa nở hoa. Mắt đỏ cô chú anh chị ạ, cây này mắt đỏ. Đấy, mắt đỏ. Cây này thì mắt đen này. Đó, đen. Mắt này đỏ. Sau bên này thì em có vỏ thông phân dê nhá, đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg. Vỏ thông em có size 12 và vỏ thông vụn ạ. Và em có cả dớn vụn, cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Với giá em bán là 40.000 trong 1 kg và rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan ở đây. Atonic là 10.000 trong 1 gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, dưỡng chất AB 85.000 trong 1 lọ. B1 thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong 1 lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 trong 1 lọ. Liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Thùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp.
Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ nhé. Và cái Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 35.000 cho một lọ này. 50.000 cho một lọ chứ. Kinkin Boom cắt tan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một lọ. Kinkin Boom là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói, và một túi như vậy là 1 kg em bán là 50.000 thôi, và một hộp như vậy em bán 130 cũng là Chicho Đề Ma nhé. Phân bón dạng túi lọc, 20 túi lọc bên trong hộp như vậy em bán với giá là 35.000 cho một hộp này. Mút hữu cơ của Hà Lan em bán 70.000 cho một túi nhé. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ vịt chuối, phân trâu, đậu tương, ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong trên 2 tháng rồi. Em bán với giá là 35.000 cho một đợt. Một túi như vậy 1 kg, đây là một cái sản phẩm phải nói hết sức là tuyệt vời. So với cái giá cả thị trường thì có lẽ chỉ bằng một nửa thôi. Bởi vì người ta chỉ bán chỉ dòng phân trâu qua nén viên người ta đã bán đến 60.000 thôi chú anh chị ạ. Bên em không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương, làm một cách hết sức là cầu kỳ, nhằm cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tối đa tuyệt vời nhất cho cây mà giá chỉ có 35.000. Ở đây em không mua qua trung gian nên là cô chú anh chị yên tâm, một cái sản phẩm tuyệt vời cũng như là chất lượng hoàn hảo. Bên này là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, em bán 35.000 cho một lọ, 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng như vậy. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những dòng hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.